Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi chương trình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình thành phố Điện Biên Phủ. Thưa quý vị và các bạn, thời điểm hiện tại trên địa bàn thành phố Điện Biên Phủ chưa ghi nhận bất cứ trường hợp nào dương tính với virus corona. Tuy nhiên, trước tình hình diễn biến phức tạp và khả năng lây lan nhanh của dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona gây ra, để chủ động phòng chống dịch, thành phố Điện Biên Phủ tiếp tục chủ động triển khai nhiều biện pháp phòng chống kịp thời. Dịch viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona đang là tâm điểm được nhân dân cả nước quan tâm. Để chủ động phòng dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp, để bảo vệ sức khỏe và tính mạng của nhân dân, ngay từ khi có thông tin về dịch bệnh, Ủy ban Nhân dân thành phố đã chỉ đạo ngành y tế xây dựng kế hoạch triển khai phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra. Nhận thức rõ sự nguy hại của virus corona đối với sức khỏe cộng đồng, ngay từ đầu, thành phố đã chỉ đạo các đơn vị chức năng như phòng y tế, trung tâm y tế thành phố bám sát để có những giải pháp ứng phó phù hợp. Ngay sau khi có chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ, thì Ủy ban dân thành phố đã chủ động thành lập ban chỉ đạo, xây dựng kế hoạch và các biện pháp ứng phó chống dịch. Trong đó thì chuẩn bị các điều kiện từ khâu kiểm tra đến các điều kiện đảm bảo để phòng chống dịch. Và tính đến thời điểm này thì ban chỉ đạo cấp thành phố cũng đã họp và triển khai được 2 lần, trong đó tập trung vào việc thực hiện và đã giải quyết được các công việc tổ chức được, đó là tổ chức phát khẩu trang miễn phí cho một số đơn vị trường học và một số điểm tập trung đông người trong các đơn vị làm việc của thành phố. Thứ hai nữa là tổ chức tập huấn trực tuyến cách giám sát, phát hiện, phòng chống dịch cho các cán bộ quản lý, cho các đơn vị trường học của thành phố. Cái thứ ba nữa là đã tổ chức phun sát khuẩn và phòng dịch cho các cơ sở giáo dục của thành phố và một số điểm tập trung đông người. Và tính đến thời điểm này thì trên địa bàn thành phố chưa phát hiện trường hợp bệnh nhân nào dương tính với ECOV. Ủy ban Nhân dân thành phố đặc biệt chú trọng công tác phòng chống virus corona, đã thành lập ban chỉ đạo và triển khai các hoạt động phòng chống đến mạng lưới y tế, các cơ quan, đơn vị, tổ chức, cá nhân, Ủy ban Nhân dân xã phường. Đồng thời, ban hành các văn bản chỉ đạo làm tốt công tác tuyên truyền để nhân dân biết, chủ động phòng tránh. Giao Bệnh viện Đa khoa thành phố thành lập đội cơ động phản ứng nhanh theo sự chỉ đạo của Bộ Y tế, sẵn sàng cơ số thuốc, thiết lập các phòng cách ly ban đầu để tiếp nhận các trường hợp nghi ngờ nhiễm virus corona, tránh không để lây nhiễm chéo trong bệnh viện. Trong chương trình chỉ đạo của từ Ủy ban Nhân dân tỉnh với cái công văn 217 của Ủy ban Nhân dân tỉnh cũng như của công an của thành phố Điện Biên Phủ và Sở Y tế là ngành giám của chúng tôi, thì với cái công văn để tiệt trùng vệ sinh khử khuẩn các môi trường trong trường học trong địa bàn thành phố Điện Phủ là cái công văn 139 của Sở Y tế ngày 5 tháng 2, và chúng tôi đã triển khai tích cực ngay từ đầu. Chúng tôi đã xây dựng kế hoạch để vệ sinh tiệt trùng khử khuẩn cho các môi trường. Đối với nội dung yêu cầu của công văn là chúng tôi ưu tiên những đối tượng là trường mầm non, khu chợ và những nơi tập trung đông người, thì chúng tôi đã xây dựng kế hoạch thật chi tiết cụ thể và phối hợp làm việc với phòng giáo dục thành phố Điện Biên Phủ. Đến giờ phút này thì như các đồng chí đã thấy, chúng tôi đã triển khai chia làm 2 nhóm, thì chúng tôi đã thực hiện theo các chương trình đúng theo hướng dẫn. Với tinh thần phòng bệnh hơn chữa bệnh, Ban chỉ đạo phòng chống dịch của thành phố đã chỉ đạo cấp bổ sung trên 100 triệu đồng để ngành y tế thành phố mua hóa chất, vật tư, in các tờ rơi truyền thông, rà soát hệ thống trang thiết bị bảo hộ như găng tay, ủng, khẩu trang, quần áo giấy và các hóa chất khử trùng môi trường, các dung dịch sát khuẩn tay. Đồng thời, bổ sung trang thiết bị y tế, trang thiết bị bảo hộ để phục vụ cho công tác phòng chống dịch. Đối với Bệnh viện Đa khoa thành phố, bổ sung xà phòng rửa tay tại các phòng khoa nơi tiếp xúc với bệnh nhân hàng ngày. Đối với các trường học, bến xe khách cho phun hóa chất. Với 525 kg hóa chất chloramin B, thành phố chia ra làm 2 đội phun trong 3 ngày, từ ngày mùng 7 đến hết ngày mùng 2 tại 8 xã phường, các chợ và các đơn vị trường học. Đây là biện pháp nhằm hạn chế sự xâm nhập, lây lan của các mầm bệnh truyền nhiễm.
Thời điểm này, thành phố đang quyết liệt thực hiện các phương án phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới của virus corona. Thành phố đã chỉ đạo tạm dừng các hoạt động tập trung đông người, tăng cường và sẵn sàng ứng phó với các tình huống phòng chống dịch bệnh, đảm bảo cung cấp đủ phương tiện, vật tư y tế, cơ số thuốc, trang thiết bị và kinh phí cho các hoạt động phòng chống dịch. Cấp phát khẩu trang miễn phí, xà phòng rửa tay, dung dịch sát khuẩn nhanh cho các đơn vị trường học. Đứng trước cái tình hình diễn biến của dịch của bệnh viêm đường hô hấp cấp do chủng mới nCoV gây ra, là cơ quan tham mưu thì phòng y tế đã thực hiện tham mưu huy động các cơ quan phòng ban, ủy ban nhân dân các xã phường cùng vào cuộc với ngành y tế để làm tốt công tác phòng chống dịch. Trong giai đoạn này chúng tôi xác định rằng là công tác phòng là hết sức quan trọng. Từ đó thì phòng y tế đã tham mưu là mua tất cả các cái dụng cụ, vật tư, hóa chất để hỗ trợ cho ngành y tế. Và hiện nay chúng tôi cho rằng cái việc đeo khẩu trang đúng cách cũng là một cái vấn đề cần phải hướng dẫn. Như các bạn thấy, chiếc khẩu trang đây là một loại khẩu trang thông thường của y tế, nó gồm có 3 lớp. Lớp ngoài là màu xanh, nó có tính chống thấm nước. Lớp giữa là một cái màng lọc, lớp trong cùng là hút ẩm. Nhưng hiện nay qua công tác kiểm tra chúng tôi thấy là hầu hết là mọi người khi dùng khẩu trang thì lại không đúng cách. Như vô hình dung như vậy thì lại có thể là không những không phòng được bệnh mà lại có thể gây chính cái tác nhân là gây bệnh, lại tạo điều kiện thuận lợi để các tác nhân để xâm nhập vào cơ thể. Cho nên chúng tôi cũng khuyên cáo là khi đeo, mặt xanh thì phải ra ngoài, mặt trắng vào bên trong. Đeo khẩu trang chỉ cầm dây, sau đó tháo thì cầm bỏ ra vứt vào thùng rác. Như vậy thì mới là có thể là đảm bảo theo đúng khuyến cáo của cơ quan chuyên môn. Thực hiện sự chỉ đạo của các cơ quan chức năng có thẩm quyền, ngành giáo dục thành phố đã chính thức cho học sinh các cấp học mầm non, tiểu học, trung học cơ sở nghỉ học đến hết thời điểm có thông báo đi học trở lại. Để các trường học phối hợp triển khai vệ sinh và phun tiêu độc, khử trùng, khuôn viên, lau chùi, quét dọn bàn ghế lớp học, các phòng chức năng và rửa đồ chơi bằng hóa chất chloramin B. Đồng thời, tuyên truyền cho học sinh, cán bộ, giáo viên, nhân viên các trường về tình hình dịch bệnh và biện pháp phòng chống bệnh. Khi đến nơi tập trung đông người, phải đeo khẩu trang, thường xuyên vệ sinh cá nhân, giữ ấm cơ thể, ăn uống đủ chất, rửa tay thường xuyên bằng xà phòng, súc miệng bằng nước sát khuẩn để phòng bệnh viêm phổi cấp. Hiện tại, thành phố Điện Biên Phủ đang quyết liệt triển khai các biện pháp phòng chống dịch bệnh viêm đường hô hấp cấp do virus corona gây ra. Để chủ động và triển khai có hiệu quả các phương án, tình huống nếu có trường hợp nghi ngờ lây nhiễm hoặc dương tính với virus corona. Thưa quý vị và các bạn, để tiến tới đô thị loại 2, thành phố Điện Biên Phủ đã có những sự thay đổi lớn về địa giới hành chính, sắp xếp xã phường. Trong đó bao gồm việc sáp nhập hai xã Thanh Minh và Tà Leng có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2020. Bước đầu quá trình sáp nhập diễn ra thuận lợi và hiệu quả. Phóng sự sau phản ánh vấn đề này, quý vị và các bạn cùng theo dõi. Theo quy định tại Nghị quyết số 1211/2016/UBTV-QH13 ngày 25 tháng 5 2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, thì quy mô dân số đối với xã miền núi vùng cao là từ 5.000 người, diện tích từ 50 km2 trở lên. Vì vậy, hai xã Thanh Minh và Tà Leng hiện có diện tích tự nhiên và dân số đạt dưới 50% so với tiêu chí quy định nên cần phải sáp nhập. Sau khi tiến hành thực hiện, tổng diện tích tự nhiên xã Thanh Minh là 40,34 km2 với diện tích dân số là 3.381 người sinh sống tại 12 tổ dân phố bản. Sau khi sáp nhập, bộ máy của đơn vị hành chính hiện tại giảm còn được 14 biên chế so với hai đơn vị hành chính trước kia. Số cán bộ còn lại được bố trí về những vị trí phù hợp ở các phòng ban của Ủy ban Nhân dân thành phố, các phường xã khác trong thành phố. Việc sáp nhập sẽ giảm được một đơn vị hành chính nhằm tinh gọn đầu mối và tổ chức bộ máy, tạo sự thống nhất trong lãnh đạo, chỉ đạo và tổ chức thực hiện của cấp ủy, chính quyền, các tổ chức đoàn thể chính trị, góp phần thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội, đầu tư cơ sở hạ tầng, nâng cao đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân. Giảm chi ngân sách nhà nước làm cơ sở để cải cách chế độ tiền lương cho cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và nâng phụ cấp cho người hoạt động không chuyên trách cấp xã và tổ dân phố bản.
Đồng thời, căn cứ vào đặc thù của từng địa bàn, xã Thanh Minh sẽ chọn những hướng đi, lĩnh vực phù hợp để có thể phát huy tối ưu lợi thế của mỗi vùng. Hiện tại, số lượng biên chế cán bộ, công chức của đơn vị hành chính cấp xã mới sẽ là 21 người, 19 người hoạt động không chuyên trách. Sau sát nhập, có một số cán bộ, công chức dôi dư đã được sắp xếp lại công việc. Tại các tổ dân phố bản, dự kiến giữ nguyên số lượng cán bộ không chuyên trách và các chức danh bí thư chi bộ, tổ trưởng tổ dân phố, trưởng ban công tác mặt trận. Hơn một tháng sát nhập thì nhìn chung về tình hình trên địa bàn về cán bộ, đảng viên, nhân dân các dân tộc, xã Thanh Minh mới là về lập trường tư tưởng là yên tâm, công tác yên tâm lao động sản xuất, việc bố trí sắp xếp cán bộ sau khi sát nhập, cán bộ công chức dôi dư và cán bộ không chuyên trách thì được sự quan tâm của các đồng chí lãnh đạo thường trực Thành ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân, Mặt trận Tổ quốc, các phòng ban đoàn thể của thành phố. Hiện nay là chúng tôi đã trưng tập cán bộ công chức lên làm việc tại các phòng ban đoàn thể của thành phố để làm nhiệm vụ. Tuy nhiên thì chế độ chính sách, lương và các khoản phụ cấp khác theo quy định của pháp luật thì Ủy ban nhân dân xã Thanh Minh vẫn tổ chức chi trả theo chức năng nhiệm vụ của các từng đồng chí một. Sau một tháng kể từ thời điểm nghị quyết sáp nhập hai xã có hiệu lực, cơ bản công việc sắp xếp bộ máy mới và bố trí công việc cho những cán bộ dư đều đã hoàn tất. Đến thời điểm này, mọi công việc đều diễn ra thuận lợi, nhân dân đồng tình, tập thể cán bộ đoàn kết. Những cán bộ trước ở xã Tà Lèng nay nhận công tác mới cũng đã bắt nhịp nhanh với công việc. Chị Trần Thị Yến, cán bộ văn hóa xã Thanh Minh, trước là xã Tà Lèng, chia sẻ. Mới đầu, cũng như những cán bộ khác trong xã, chị không tránh khỏi lo lắng, băn khoăn về công việc sau khi sát nhập. Tuy nhiên, thành phố đã có nhiều cuộc làm việc với đội ngũ cán bộ hai xã, lắng nghe tâm tư nguyện vọng của từng cá nhân. Việc sắp xếp, điều động cán bộ sau đó đã được giải quyết trên cơ sở vừa đáp ứng nguyện vọng của cán bộ, vừa phù hợp với chuyên môn và thuận lợi nhất có thể cho từng người. Chính vì thế, chị và mọi người đều có tư tưởng thoải mái và sẵn sàng tâm thế tốt nhất để thực hiện các công việc. Là một cán bộ công chức cấp xã, thì sau khi sát nhập hai xã Thanh Minh và Tà Lèng, lấy tên là xã Thanh Minh, bản thân tôi luôn tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà nước, sự phân công của tổ chức và mong muốn có sự thay đổi về diện mạo phát triển kinh tế xã hội và chất lượng cuộc sống được nâng lên, đảm bảo an sinh xã hội. Tuy nhiên, sát nhập địa bàn hai xã thì chúng tôi cũng có sự khó khăn, đó là địa bàn rộng hơn, đòi hỏi người cán bộ công chức phải nâng cao về trình độ chuyên môn, học hỏi kinh nghiệm công tác và dành nhiều thời gian hơn để xuống các phố bản, tìm hiểu về phong tục tập quán của địa bàn dân cư để tham mưu cho Đảng ủy, Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân thực hiện tốt nhiệm vụ được giao. Cùng với việc thực hiện sát nhập, thành phố Điện Biên Phủ đã thông tin đến người dân và tổ chức lấy ý kiến cử tri ở hai xã. Có 98,28% cử tri xã Thanh Minh và 91,74% cử tri xã Đài Lèng đồng ý. Song song với việc sắp xếp lại đội ngũ cán bộ sau khi sát nhập, công tác tiếp dân cũng được xã đặc biệt quan tâm. Sau khi sát nhập, một số người dân thuộc xã Tà Lèng cũ phải đi xa hơn, mỗi lần làm các thủ tục hành chính ở ủy ban. Hiện tại, lãnh đạo xã đã có những chủ trương tạo điều kiện tối đa, ưu tiên giải quyết thủ tục nhanh nhất, sớm nhất cho người dân ở những khu vực này. Đồng thời, trong quá trình làm việc, từng cán bộ tiếp tục sâu sát, nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, lắng nghe những phản hồi từ người dân để có điều chỉnh kịp thời. Tôi là người dân ở bản Tà Lèng, được từ thành lập xã, chuyển sang xã mới, xã Thanh Minh. Như người dân chúng tôi đi làm thì được thành phần được ưu ái hơn, bởi vì là mình chuyển xã mới thì các cán bộ với xã Thanh Minh là rất quan tâm, tạo điều kiện cho người dân chúng tôi để làm thủ tục thuận lợi hơn ạ. Hiệu quả từ việc sát nhập sẽ còn cần thời gian để đánh giá. Tuy nhiên, trước mắt có thể thấy việc triển khai một chủ trương đúng đắn với sự quyết tâm của đội ngũ cán bộ và tập thể đảng bộ, chính quyền địa phương hướng tới bộ máy tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả, người dân có quyền lạc quan, kỳ vọng về xã Thanh Minh mới đang nhanh chóng chuyển mình, vươn lên mạnh mẽ cùng sự phát triển là một trong những bước đệm quan trọng để thành phố tiến tới đô thị loại 2. Chương trình cơ sở của Trung tâm Văn hóa Truyền thanh Truyền hình thành phố Điện Biên Phủ đến đây cũng xin được tạm dừng. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại trong các chương trình sau.